Cái gì vậy trời? Nửa ngày rồi mà chưa xong cái vụ nộp cạc vậy? Mà một nữa? Lần cuối nha, mày mà không được là mày chết với tao. Mày chết với tao. Đi ra ngoài tiệm đổi cho em cái thẻ cào khác đi. Nạp từ sáng tới giờ 3-4 lần không có nạp vô được ấy kìa. Bây giờ theo tâm lý chung nha, em là người bán hàng, em cào đã cái cạc này rồi, bây giờ em đưa lại người ta, kêu người ta đưa tiền lại cho em, người ta có chịu không? Bây giờ là tâm lý riêng nha. Từ sáng tới giờ em chưa chốt được đơn với khách mà mất hết 400 ngàn tiền cạc rồi, thì em sẽ thấy như thế nào đây hả? Từ sáng tới giờ em có lưu bu nào với cái chuyện này? Bây giờ không đổi thẻ cào cho em thì phải chở em lên tổng đài, em phải khiếu nại chuyện này. Theo nghiên cứu của anh, 99% đi khiếu nại tổng đài đều thất bại. Em là 1% còn lại, ok? 1% còn lại thất bại thảm hại hơn. Thôi nhưng mà em không có mất tiền. Trời đất ơi, 400 ngàn lần, không phải là 4 ngàn đồng đâu trời. Sáng giờ em cứ lu bu lê hoay nạp cạc tùm lum la, anh không thể nào nghiên cứu được. Bây giờ anh nghĩ vậy nè, muốn mọi thứ đơn giản, cứ để gió cuốn đi đó của em thanh thản hơn. Cuốn đi, bay đâu bay, nó chưa bay được nữa. Bay đi, rồi nó bay rồi đó. Gì vậy? 300 ngàn. Trời ơi, quá ư là bực mình. Quý một sáng ngày toan gặp những chuyện gì đâu không. Trời, cái gì mà túi mình thủ đất dữ vậy? Không được. Trời ơi, sai vậy free ship là lỗi chết. Ây da, đúng là. Chị hả? Chị ơi, mình ở bên shop Kavi đây chị. Hồi sáng á là mình tưởng là địa chỉ của mình là gần ở trung tâm nên là mình free ship cho chị. Bây giờ mình mới nhận được tin nhắn là mình ở tuốt trên Thủ Đức lận á, hơi xa nên là cho shop thu ship 100 ngàn nha chị. Cô bị điên hả? Không đi ship thôi, để dành gọi luôn đi trời. Cho Vi bình tĩnh. Mình đã mất quá nhiều rồi. Kinh doanh là như vậy, có những lúc rất là đau lòng. Hình như là có người đã cần một shipper đình đám. Bạn Hiền, trời ơi, bạn Hiền giúp tôi ship một cái đơn này lên Thủ Đức nha, để tôi khỏi gọi bút cáp bên ngoài. Ok. Trời ơi, cảm ơn bạn Hiền, cảm ơn bạn Hiền. Đúng là trời không trị đường sống của ai. Con nít mà mày thèm dữ vậy Vũ? Mất nhân cách. Tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Em xin lỗi anh. Anh nào? Ai anh? Chị, em xin lỗi chị. Chị gì? Mệt quá. Dạ. Anh chạy gì? Dạ. Lên cái đùi đi đau quá. Anh ơi. Trời ơi. Ủa em đụng trên đây mà. Lên cái đùi hả? Đụng trên này nè, đau quá, bất đền đi. Dạ, em xin lỗi nha, tại vì em đó quá bị qua mắt. Cái đùi. Cái đùi nè. Cái đùi sao? Cái đùi của chị. Combo 6 người ăn hả chị? Phần gia đình cho chị. Nhưng chị đừng làm siêu cay nha. Em không ăn ớt được, chiên giòn thôi chị. Phần này chiên giòn hả chị? Dạ. Cái gì vậy? Có đền không? Dạ, làm có, cái gì có. Vậy? Em đang đền đây. Ôi. Combo 60 gà. 60 gà không siêu cay nha. Bỏ ra chiên đi giòn thôi. Trời ơi. Bỏ ra, điên. Ủa? Quá. Chị ơi, combo. Giao hàng chị ơi.
Ê, alo alo. Em mày nói vợ mày gọi lại tao coi, giao hàng không ai nhận nè. Ông bấm chuông hoặc gọi điện thoại cho người ta ra mở cửa đi. Ủa số sĩ tiếng mà. Điện thoại bà cũng hết tiền luôn hả? Nó nghe này, điện thoại tôi cũng hết tiền rồi. Ông mấy bà lấy máy bà gọi đi. Nha. Ừ. Nghĩ sao giao có 100k bắt tôi gọi điện thoại cho khách. Dễ ăn tiền của ngoại quá. Alo chị ơi, shipper đang đứng trước cửa, chị cho người xuống mở cửa giùm em nghe. Ủa, thần kinh hả? Nhà tôi đi du lịch hết rồi, ai mở cửa cho cô? Ủa sao kỳ vậy chị? Đi du lịch thì chị phải nhắn cho em biết chứ. Chứ bây giờ shipper tới trước cửa, chị nói đi du lịch giờ em biết phải làm sao? Đi giao hàng thì cũng phải gọi trước cho người ta biết chứ. Làm như lúc nào người ta cũng nằm ở nhà để người ta chờ nhận hàng vậy. Cô điên. Chị mới là đồ khùng á, tôi nói cho chị biết, tôi bán cho ai chứ tôi không bao giờ tôi bán cho chị nữa. Đồ điên. Năng quá. Bà nội Cà Vi này. Nhá nữa. Alo. Nè. Bộ gọi cho tôi một cuộc gọi đàng hoàng, ông chết hả? Suốt ngày cứ nhá máy hoài vậy. Ủa gì kỳ vậy, tôi không có tiền mà, thiệt mà. Ông ấy bà gọi giùm tôi đi. Chờ nãy giờ rồi. Chở hàng về. Gì kỳ vậy? Năm qua. Nè, hàng khách trả đó. Đưa tôi 100k đi. Ông thấy khách có đưa tôi đồng nào không mà kêu tôi đưa cho ông. Thôi để mai đi. Có 100k mà nỡ nào đối xử với nhau vậy luôn hả Cà Vi? 100 ngàn nó làm gì thấy ghê vậy? Chẳng qua là hôm nay là tôi bị chi quá nhiều rồi, tôi không muốn chi thêm nữa. Hôm khác tôi đưa cho. Được rồi, để đó đi, lát tôi trả cho. Đó cũng có sĩ tí nó tốt với tôi thôi à. Hey. Nhà xong đi. Tụi con giỏi lắm. Ăn đi, ăn cho thiệt là nhiều vô. Nếu cần á, bà ngoại làm thêm cho nữa. Bác không ăn á, là chú Dũng á, chú ăn hết đó. Dạ. Cậu cần gì? Dạ, con cần một ly nước. Có ngay. Dạ. Ăn đi, ăn thiệt lòng vô đi con. Dạ. Ủa, tụi con đang ăn gà hả? Dạ. Ăn gì thì ghê vậy? Ừ. Chị ơi, cái này là của em đó nha. Thôi, để em ăn cái đùi rồi, này để chị ăn. Mời cậu. Dạ cảm ơn bác. Nhưng mà em thích ăn nữa. Em ăn nhiều rồi chị. Nhưng mà em thích ăn mà. Chị không có nhường em đâu á. Cho em đi. Không. Cái này của em. Chị không có nhường em đâu. Trời ơi, chị nhường cho em đi mà. Rồi. Thiệt tình, tôi rất là hãnh diện cái khả năng nấu ăn của tôi. Sao vậy bác? Tôi nấu miếng gà ngon đến mức độ mà hai đứa nhỏ dành ăn. Bác ơi, có khi nào tụi nó đói quá tụi nó không có gì ăn không bác? Cái đó là cậu chứ không phải là nó. Ăn đi con. Ê, khoan đã. Cô giáo dạy á, mà đồ ăn mà rớt xuống đất không được lụm nên ăn lại. Giờ bỏ uổng lắm. Không có được, dơ lắm. Tại em đó, vô rồi sao mà ăn nữa. Tại chị chứ bộ. Ngoại con ăn xong rồi. Miếng gà thiệt là ngon. Tôi thấy có cái cạc điện thoại rớt ở ngoài. Trời ơi, cái này là cái cạc giả. Hồi sáng tôi dục rồi còn lụm lại chi vậy. Trên đời này không có gì là giả hết. Miễn mình đặt tấm lòng của mình vào nó. Tôi sửa rồi. Ông tin nạp thử đi. Trời, cái ông này ngộ ghê á. Đánh lên cái cạc này nạp không có được. Mà cạc làm như là đầu máy tivi vậy rồi mà sửa. Thôi. Nếu như mà bây giờ Cà Vi nạp không được, tôi sẵn sàng đưa thêm 100k cho Cà Vi nữa. Trời ơi, tức mình dễ sợ. Tôi nạp không được là đưa tôi 100k đó nha. Ừ. Nạp không được đâu.
Anh cứ để em nạp để em lấy 100k của Dũng. Trời mất ơi, thời gian. Lâu lâu mới ăn được tiền Dũng đâu có dễ. Nè, đó. Ủa, ủa sao nạp được vậy nè? Ông nội nè, sao nói kẹt nạp không được, người ta nạp được nè. Chắc là hồi sáng do em bấm sai số. Trời đất ơi, quăng tiền nó cửa sổ. Không nhờ ông Dũng là mất tiền nữa thấy không? Cái thằng nó tài lanh quá. Ê, cảm ơn bạn Hiền nghe. Thôi nếu vậy trả ông luôn cái tiền ship nè. Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây. Tình nghĩa xưa cũng nhạt phai. Ủa là không lấy thiệt hả? Ủa là sao? Sao chơi tiền vậy nè? Theo nghiên cứu của anh, thằng Dũng chưa bao giờ là một người ham tiền. Phải đâu, nghiên cứu nó tào lao rồi đó. Em động não đi. Nếu nó là một thằng ham tiền thì tại sao nó chịu thất nghiệp lâu dài như vậy? Hợp lý.